Đến chiều 5 tháng 3, lực lượng chức năng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đang điều tra và làm việc với đơn vị chủ dự án để làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng tòa nhà Ethel 5 nằm trên đường Cộng Hòa, khiến một người đi đường bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Theo các nhân chứng, vào sáng cùng ngày, một nam thanh niên khoảng 28 tuổi điều khiển xe máy di chuyển trên đường Cộng Hòa theo hướng đi từ An Sương về công viên Hoàng Văn Thụ. Khi đến giao lộ ấp Bắc Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thì bất ngờ bị miếng ván từ công trình cao ốc văn phòng Ethel 5 rơi xuống, đập trúng đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường và bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, nhiều người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, nón bảo hiểm của nạn nhân bị thủng một lỗ lớn. Miếng ván có chiều ngang hơn 0,5 m, dài hơn 2 m nằm trên đường, cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân bị ngã. Theo nhiều người chứng kiến, thời điểm miếng ván rơi xuống đường có rất nhiều người đi xe máy tháo chạy trong hoảng loạn. Được biết công trình nơi để vật liệu rơi đè người đi đường thuộc dự án cao tốc văn phòng Ethel 5 do công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh làm chủ đầu tư, công ty Central là nhà thầu chính dự án. Cao ốc văn phòng này tọa lạc ở vị trí mặt tiền trục đường Cộng Hòa, cao 17 tầng, có 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 30.000 m2.